chắc gái Gia Lai chị trai Bình Định. Bạn mình tin rồi. 330 hồng lạc. Run. Trời ơi, tắt qua đường không được. Cho em xí rồi chị. Em định nhờ chị đi bộ qua đây xí. Dạ, 2:40. Dạ, sao chị? Nhanh hả? Ok chị. Chị đi xe khách hả? Dạ. Rồi, để em cố gắng chứ. Không chờ đậu là sao? À là, dạ dạ. Giờ chị về quê. Giờ chị đi về quê hả? Ui sướng thế. Nó chắc nhanh á, đi cái đường ra đường Hoàng Sa chắc chạy nhanh được. Bắt đầu được chị. Nói thế chịu rồi chứ biết sao giờ. Ê, xin lỗi được chưa? Thì đó nói thế chịu rồi. Biết sao giờ? Ờ đúng rồi, sao chị biết? 81 là ở đâu? Nhất gái Gia Lai chị trai Bình Định. Bạn mình tin rồi.